Ngày 22 tháng 1, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 1 năm 2021 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Hội nghị đã cho ý kiến vào tờ trình về việc ban hành nghị quyết về tạo nguồn và tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2020-2025. Theo đó, tỉnh Hòa Bình phấn đấu đến năm 2025, thu ngân sách nhà nước của tỉnh đạt 10.000 tỷ đồng, tương đương với tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2020-2025 là 19,4% một năm. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo hướng giảm tỷ trọng thu tiền sử dụng đất và công ty thủy điện Hòa Bình, tăng các khoản thu từ thuế phí. Các đại biểu cho rằng để đạt mục tiêu này cần thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước, quyết liệt chống thất thu, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đất đai và tài nguyên môi trường, tăng cường thu thuế xuất nhập khẩu, đẩy mạnh các nguồn thu từ đất, kế hoạch đầu tư công để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp. Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào báo cáo công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến nay, tỉnh Hòa Bình đã thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến cơ cấu thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh xin chủ trương Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nội dung chương trình và thời gian kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Dự kiến kỳ họp sẽ xem xét 6 báo cáo, thông qua 23 dự thảo nghị quyết và quyết định về vấn đề nhân sự. Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 19 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 sẽ tổ chức vào ngày 5 tháng 2. Hội nghị đã cho ý kiến vào báo cáo về kết quả triển khai xây dựng hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường để trình UNESCO ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp. Tờ trình về hoạt động công đoàn trong điều kiện Việt Nam gia nhập Công ước số 87-98 của ILO về tự do liên kết và thương lượng tập thể bảo vệ cán bộ công đoàn, cùng một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu về thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2025, cần có giải pháp cụ thể và hiệu quả hơn. Cỡ khoảng 6 mục tiêu cụ thể có lộ trình, có bước đi về cái khai thác nguồn thu của chúng ta. Trong thời gian tới, các đồng chí, trong chỉ thị các đồng chí, tôi vẫn thiếu cái mục này, là tập trung vào khai thác về quản lý đất, tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là đất đai và khoáng sản. Thì đồng chí, giải pháp trong thời gian vừa qua chúng ta làm tốt chưa? Thì trong thời gian tới là chúng ta phải có, tôi đề nghị bác sĩ ban các đồng chí phải có một cái chuyên đề về quản lý chặt chẽ cái khai thác tài nguyên khoáng sản của chúng ta trên địa bàn, làm sao khai thác tối đa. Cái nữa là nguồn thu từ đất. Để rút kinh nghiệm năm vừa rồi, thì chúng ta vẫn xuất phát đầu tiên là quy hoạch. Trên cơ sở quy hoạch có quản lý rất chặt. Trên cơ sở quản lý chặt chẽ như vậy rồi thì chúng ta mới khai thác được cái tiềm năng, giải phóng mặt bằng, đấu. Và muốn được như vậy chúng ta phải làm kế hoạch ngay từ đầu, đặc biệt là dưới huyện. Các ông chị phải có hướng dẫn các huyện. Anh Đức nói tôi là có sổ tay rồi. Thế nhưng mà chúng ta thiếu cái đôn đốc kiểm tra giám sát. Thì bác Hồ nói rồi mà. Lãnh đạo mà không kiểm tra giám sát coi như không lãnh đạo. Và cái ban chỉ đạo thu chúng ta, tôi đề nghị là chúng ta phải rà soát và lập lại, giao trách nhiệm cho từng thành viên và gắn với cái đánh giá cái nhiệm vụ hoàn thành hay không hoàn thành đến cuối năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cái gốc của công tác thu ngân sách nhà nước là đẩy mạnh thu hút đầu tư, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng, rà soát các dự án chậm triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, thu đúng, thu đủ và bồi dưỡng nguồn thu, xử lý nợ đọng thuế. Đặc biệt tập trung nguồn lực đầu tư các công trình trọng điểm có sức lan tỏa để thu hút đầu tư, thực hiện cải cách thủ tục hành chính để cải thiện môi trường đầu tư. Đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Tôi thống nhất như cách làm của đồng chí, tôi giao cho 4 đơn vị rồi, các đồng chí thảo luận với nhau. Rất là biểu dương bên chỗ mặt trận, các đồng chí làm rất khẩn trương. Bây giờ thì Sở Nội vụ, ban tổ chức, mặt trận, đảng đoàn hội đồng, các đồng chí phải ngồi với nhau ra một cái sổ tay riêng của chúng ta, hướng dẫn rất chi tiết, tinh thần là tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Thì chúng ta luật thì phải tuân thủ, nhưng mà tôn trọng hiện trạng. Đấy, những cái gì mà chúng ta đang làm tốt rồi, không vượt quá quy định của luật thì chúng ta cứ triển khai. Về cái tiêu chuẩn thì các đồng chí phải xem cho phù hợp với tình hình địa phương,
hai là về cái số lượng đại biểu nhân. Cái này bây giờ các ông chí phải ghi vào đây rồi, đã hướng dẫn của chúng ta rồi, các ông chí phải quy định chi tiết là bây giờ hướng dẫn của tỉnh như vậy thì chốt bây giờ là mỗi huyện là bao nhiêu đồng nhân dân trên cơ sở dân số, các ông chí có phụ lục. Đối với di sản văn hóa Mo Mường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những cái hay, cái đẹp và cái chân thiện mỹ của Mo Mường, đồng thời quan tâm đến các thể mo chân chính để họ lưu giữ, phát huy và truyền lại cho các thế hệ về giá trị văn hóa Mo Mường. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý để hoạt động công đoàn hoạt động hiệu quả, cần đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò là tổ chức đại diện cho người lao động. Tổ chức công đoàn phải chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, đến đoàn viên công đoàn và người lao động.